Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 137, học tiếng Nga cơ bản. Cái số 137, 138 nó không quan trọng. Đó chẳng qua thầy giáo đánh dấu như vậy để cho các em dễ tìm bài. Thế và hôm nay chúng ta lại học bài đọc, bài tập đọc. Chúng ta cứ cố gắng học 5 bài hoặc là 10 bài tập đọc, với điều kiện là sau khi mà chúng ta học bài các em đọc rất nhiều lần để làm sao các em học thuộc được cả 5 hoặc là 10 bài này. Thì lúc đó trình độ nói của các em sẽ tăng lên rất đáng kể và các em sẽ rất ngạc nhiên với khả năng nói của mình. Đó là một cái bí quyết học ngoại ngữ. Các em cần phải học thuộc, nhớ nhé. Học thuộc để chúng ta có thể nói được nhuần nhuyễn, kể lại nhuần nhuyễn những câu chuyện này. Thì lập tức là các em sẽ nói tiếng Nga rất hay luôn. Bài thứ hai của chúng ta sẽ gọi là Solse i Luna. Solse i Luna có nghĩa là mặt trời và mặt trăng. Ở đây chúng ta nhìn thấy có chữ LN liền nhau. Chúng ta cứ đọc Solse, Solse và Luna, Luna. Solse i Luna dolgo sporili. Mặt trời và mặt trăng cãi nhau rất lâu. Sporit là cãi nhau. Các em lấy tờ giấy và ghi ra sporit, sporit. Cách chia động từ đó như sau: Я спорю, tôi cãi. Ты споришь, cậu cãi lại. Он спорит, мы спорим, вы спорите và они спорят. Они спорят. Và ví dụ như là chúng ta nói như thế này: Он часто спорит, cậu ấy thường cãi lại. Ví dụ con cái hay cãi lại cha mẹ chẳng hạn. Дети часто спорят. Часто спорят с родителями. Con cái thường cãi lại với cha mẹ. Mỗi khi mà chúng ta gặp một cái từ mới thì chúng ta sẽ cố gắng là chia hoặc là học sử dụng nó nhé. Солнце и луна долго спорили. Đây là thời quá khứ. Mặt trời và mặt trăng cãi nhau rất là lâu. Солнце сказало. Đây là một danh từ giống chung cho nên là сказало, что листья на деревьях зелёные, mặt trời thì cãi là những cái lá ở trên cây là màu xanh. Нет, сказала Луна. Không, mặt trăng cãi lại. Они серебряные. Chúng có màu ánh bạc, nhưng là có nghĩa là những cái lá có màu ánh bạc. Люди на земле всё время спят. Và mọi người ở trên trái đất thì lúc nào cũng ngủ. Люди на земле всё время спят. А солнце ответило. Thế còn mặt trời thì lại trả lời. Нет, люди на земле всё время двигаются. Không, những người ở trên mặt đất thì luôn luôn là chuyển động. Những người ở trên mặt đất luôn luôn chuyển động. Но тогда почему на земле всегда тихо? Nhưng tại sao? Nhưng thế thì, но тогда, nhưng thế thì, có cái từ тогда ở đây. Nhưng thế thì, tại sao ở trên mặt đất tất cả là luôn luôn im lặng? Спросила Луна, mặt trăng hỏi lại. Кто тебе это сказал? Ai nói với cậu như vậy? Удивилось солнце. Ai nói với cậu như vậy? Mặt trời rất ngạc nhiên. На земле всегда шумно. Ở trên mặt đất thì lúc nào cũng ồn ào. Они продолжали спорить. Và họ cứ tiếp tục cãi nhau. Я не могу понять, почему ты видишь зеленые листья, а я серебряные, сказала Луна. Tôi không thể hiểu được tại sao cậu lại nhìn thấy là các lá màu xanh. À, я серебряные. Thế còn tớ thì lại nhìn thấy những cái lá màu ánh bạc. Сказала Луна, là mặt trăng nói như vậy. Этот разговор услышал вечер. Và cơn gió đã nhìn thấy, đã nghe thấy câu chuyện đó. О чем вы спорите? Tại sao các cậu lại cãi nhau như vậy? Я вижу землю и днем, и ночью. Tôi nhìn thấy trái đất cả ban ngày và cả ban đêm. Днем, когда светит солнце. Khi ban ngày thì khi mặt trời chiếu. Люди работают и на земле шумно.
Lúc đó mọi người làm việc và ở trên trái đất thì rất là ồn ào. À nocio, когда светит луна. Thế còn ban đêm, khi mà mặt trăng chiếu sáng, на земле тихо и люди спят. Ở trên trái đất, rất là yên lặng và mọi người thì đều đi ngủ. Луна захотела посмотреть, что делают люди на земле днем. Và mặt trăng thì lại muốn được nhìn thấy là mọi người làm gì ở trên trái đất vào ban ngày. Она решила появляться раньше. Và nó đã quyết định là xuất hiện sớm hơn. Когда на небе еще светит солнце. Khi mà ở trên bầu trời thì mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Теперь она знает, какая земля днем. Và bây giờ thì nó đã biết được là trái đất bây giờ ban ngày như thế nào. Какая земля днем có nghĩa là trái đất ban ngày như thế nào. А вот солнце не может увидеть землю ночью. Thế còn mặt trời thì không thể nhìn thấy trái đất vào ban đêm. Когда появляется солнце, начинается день. Bởi vì là khi mặt trời bắt đầu xuất hiện thì một ngày mới lại bắt đầu. Đó là nội dung một bài đọc của chúng ta. Thế bây giờ thầy giáo sẽ đọc lại liền mạch để cho các em nghe và các em sẽ cố gắng đọc như vậy nhiều lần. Thầy giáo có một cái chiêu khá đặc biệt, đó là sử dụng hộp diêm, hộp đựng que diêm ấy. Thế là các bạn khi mà học tiếng Nga thì cần phải mỗi người có một cái hộp đựng que diêm. Và khi chúng ta đọc một lần thì chúng ta nhặt một que diêm để sang một bên. Và bao giờ các em nhặt được 10 que diêm sang một bên thì có nghĩa là chúng ta đã nhặt đọc được 10 lần. Trừ trường hợp nếu các em không có que diêm, các em có thể lấy bút gạch trên giấy cũng được. Nhưng mà gạch trên giấy thì nó ít thú vị hơn. Chúng ta nhặt que diêm hay hơn. Có thể là nhặt 5 que diêm, xong sau đó chúng ta lại nhặt 5 que diêm để lại hết thì có nghĩa là cũng được 10 lần. Mỗi bài như vậy các em cố gắng đọc 10 lần, 20 lần. Nhớ nhé. Cứ đọc, đọc bình tĩnh, đừng vội vàng. Thế và sau đó, sau khi các em đã đọc được 10 lần, 20 lần rồi thì tự dưng các em thấy đọc tiếng Nga nó rất là nhanh và các em sẽ đọc rất là hay. Chúng ta cùng đọc nào. Солнце и луна. Солнце и луна долго спорили. Солнце сказала, что листья на деревьях зеленые. Нет, сказала луна, они серебряные. Люди на земле все время спят. А солнце ответило, нет, люди на земле все время двигаются. Но тогда почему на земле всегда тихо? Спросила луна. Кто тебе это сказал? Удивилось солнце. На земле всегда шумно. Они продолжали спорить. Я не могу понять, почему ты видишь зеленые листья, а я серебряные, сказала луна. Этот разговор услышал ветер. О чем вы спорите? Я вижу землю и днем, и ночью. Днем, когда светит солнце, люди работают, и на земле шумно, а ночью, когда светит луна, на земле тихо, и люди спят. Луна захотела посмотреть, что делают люди на земле днем. Она решила появляться раньше, когда на небе еще светит солнце. Теперь она знает, какая земля днем. А вот солнце не может увидеть землю ночью. Когда появляется солнце, начинается день. Như vậy, vừa rồi thầy giáo đã đọc cho các em nghe lại một liền mạch cái bài đối thoại này. Các em sẽ cố gắng đọc như thế nhé. Nếu có từ nào mới thì các em ghi ra. Ở đây chúng ta chỉ còn có mỗi một từ mới, đó là sport thôi. Thế còn những từ khác thì các em biết hết rồi. Tất cả các từ khác là đều rất đơn giản. Chúng ta thấy không, hiện nay trình độ chúng ta là đã rất tốt rồi, đúng không ạ? Các bạn là có thể đọc được những bài như thế này, viết được những bài như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ còn một chút thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau xem các câu hỏi nhé. Почему солнце сказало, что листья на деревьях зеленые? Tại sao mặt trời lại nói rằng là những cái lá ở trên cây là màu xanh? Почему луна сказала, что листья серебряные?
Почему Луна сказала, что на Земле всегда тихо? Почему Солнце не согласилось с Луной и сказала, что на Земле всегда шумно? À, tất cả thầy giáo đọc nên là các em có hiểu không ạ? Quên không dịch cho các em nghe. Tại sao mặt trăng lại nói rằng là những cái lá ở trên cây lại là màu ánh bạc? Tại sao mặt trăng nói rằng là ở trên trái đất thì lúc nào cũng là yên lặng? Tại sao mặt trời lại không đồng ý? Có động từ nesaglasilis à? Nesaglasilis. Tại sao mặt trời lại không đồng ý với mặt trăng và nói rằng là ở trên trái đất lúc nào cũng là ồn ào? Кто услышал спор солнца и луны? Ai đã nghe thấy cái cuộc cãi vã của mặt trời và mặt trăng? Chúng ta có từ mới đây là спор. Спор là một cuộc cãi nhau, một cuộc cãi vã. Что сказал ветер солнцу и луне? Còn cơn gió đã nói cái gì với mặt trời và mặt trăng? Ở đây chúng ta nhìn thấy солнце thành солнцу, луна thành луне, đó là ở cách 3. Tức là mặt trời nói với ai? Cơn gió nói với ai? Cơn gió nói với ai thì cái ai nghe đó là phải ở cách 3. Чего захотелось луне? Và mặt trăng thì muốn cái gì? Захотелось луне. Chúng ta biết động từ захотеть. Захотеть là muốn, nhưng mà ở đây захотеться. Захотеться thì lúc đó chủ thể chúng ta phải để ở cách 3. Что она решила сделать? Và mặt trăng đã quyết định làm cái gì? Đúng không ạ? Đó là những câu hỏi. Как вы думаете, кто прав? Theo bạn thì ai đã đúng? Солнце, луна или ветер? И почему? Mặt trời, mặt trăng và cơn gió, ai đã đúng và tại sao? Thì đây là để phát triển khẩu ngữ. Nếu trình độ các em chưa thể trả lời được những câu hỏi này, hoặc là cũng như là cái câu hỏi thứ hai này, thì các em cũng không lo. Các em chỉ cần đọc rất nhiều lần cái bài này, cố gắng đọc rất nhiều lần nhé. Bởi vì sao các em chưa trả lời được? Bởi vì trình độ các em chưa đủ để các em trả lời. Ví dụ như là cái câu này: Почему Луна сказала, что листья серебряные? Tại sao mặt trời, mặt trăng lại nói rằng là những cái lá là màu ánh bạc? Thì cái này các em có thể chưa trả lời được, đúng không ạ? Đó, nhưng mà cũng không sao. Các em cứ học thật thuộc những bài này, đọc đi đọc lại nhiều lần và học thuộc, để làm sao mà tất cả chuyển tất cả những cái dữ liệu ngôn ngữ này thành cái dữ liệu trên đầu lưỡi của các em. Tại sao lại là dữ liệu ở trên đầu lưỡi? Có nghĩa là cái dữ liệu trên đầu lưỡi là cái dữ liệu mà các em sẽ nói ra được. Thế còn cái dữ liệu mà ở trong đầu các em thì nó nằm ở trong đầu, chưa phải là dữ liệu nói ra thì nó chưa phải là cái dữ liệu của các em. Cho nên là thầy giáo luôn nói là gì? Hãy chuyển những dữ liệu ngôn ngữ này thành dữ liệu trên đầu lưỡi của các em. Có nghĩa là gì? Các em phải nói ra được chúng, đúng không ạ? Đó là cái bí quyết để chúng ta học thành công tiếng Nga. Chúng ta sẽ học độ khoảng 10-20 bài như thế này nữa. Các em chịu khó theo dõi bài và chắc chắn là các em sẽ thành công trong tiếng Nga. Cảm ơn các em, chúc các em học tốt. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.